đây hiện tại mình đang trên con đường để đi lên thị trấn Tam Đảo, ở khu vực Tam Đảo đấy, ở tỉnh Vĩnh Phúc các bạn. Trên này thời tiết đang rất là lạnh. Thì mình sẽ review cái vẻ đẹp của Tam Đảo cho các bạn biết các bạn nhá. Cái này cái khu này được mệnh danh gọi là Tam Đảo và Sương các bạn. Cái này thì nó cũng lạnh ngang Sapa. Lạnh ấy, kéo lạnh hơn Sapa các bạn ạ. Đây là cung đường đi lên khu du lịch Tam Đảo nhé các bạn nhé. Hôm nay thì cái đoạn đường này rất là đông, tắc đường mấy tiếng đồng hồ giờ mình mới lên được đến đây. Mình phải để xe lại ở dưới kia đấy, đi bộ lên các bạn ạ. Tam Đảo này thì là một cái khu mà chung là có tuổi thọ rất lâu đời các bạn ạ. Ngày xưa thì thời của dân Pháp ấy thì nó đã xây dựng trên này từ năm 1800 bao nhiêu ấy. Thế là Tam Đảo này khu rất là lịch sử, rất lâu đời nhá các bạn nhá. Đây các bạn này, nhìn xuống dưới này không nhìn thấy một cái gì luôn này, mờ mịt luôn. Đó các bạn thấy chưa, không nhìn thấy một cái gì luôn. Trên này như kiểu là bồng lai chim cảnh các bạn ạ. Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại cái khu này. Đi bộ lên một đoạn nữa chắc cũng khá xa này các bạn. Các bạn chờ chút nhá. Đây là cửa ngõ gọi là cổng chào Tam Đảo đấy các bạn ạ. Cái quán này gọi là cổng chào Tam Đảo đấy. Dubi Tam Đảo. Cửa ngõ bước vào Tam Đảo đấy. Đó các bạn thấy chưa? Mờ mịt chưa? Trên kia có khả năng là lại tắc đường trước bây giờ, ô tô không đi được. Ôi, tắc đường liêu rồi các bạn. Không biết có lên được không này. Thì đấy nó tắc không lên được. Các bạn.
vẫn tắc, vẫn chưa dấu hiệu rồi là tiến triển gì các bạn. Tắc rất dài. Thì mình khả năng cũng lên được. Dưới mình lúc mình chúc mình đi lên đến trên này. Ê, sao thật. À, đây gọi là khúc cua Tam Đảo các bạn. Đây có quán quán này review ăn đậm. Có lẽ người cá chất các bạn ạ.
Quá các bạn ơi. Đằng này đi. Đằng này đằng trước đúng không? Ừ, đằng kia thì có chỗ là đỗ xe. Nhưng mà anh đi lên đi.